huyệt Thái Khê. Huyệt Thái Khê nằm ở vùng lõm phía sau mắt cá chân. Khi dây bấm huyệt Thái Khê sẽ đem đến công dụng kiện gân cốt, tráng dương, tư thận, rất hiệu quả trong việc cải thiện sinh lý nam. Vị trí huyệt Thái Khê ngự trị ở mặt trong của bàn chân, tại vùng lõm nằm dưới gần gót chân và phía sau mắt cá chân. Dùng ngón tay cái của tay thuận ấn thật mạnh vào huyệt, trong quá trình bấm huyệt, bạn vừa xay vừa ấn huyệt. Thời gian ấn xay liên tục trong khoảng 1 phút, với tổng thời gian thao tác bấm huyệt tốt nhất là khoảng từ 2 đến 3 phút, bạn có thể nghỉ ngơi giữa mỗi lần thực hiện từ 3 đến 4 giây. Lưu ý! Để phát huy tốt khả năng giải độc thận bằng phương pháp bấm huyệt Thái Khê, bạn nên kiên trì ấn huyệt tối thiểu 2 lần trên một ngày. Thời gian lý tưởng nhất là sáng sau khi thức dậy và buổi tối trước khi bạn đi ngủ. Huyệt Quan Nguyên. Việc tác động lực vào huyệt đạo này sẽ mang đến tác dụng bổ thận, tráng dương, điều hòa khí huyết. Nam giới mắc bệnh yếu sinh lý, liệt dương, khi bấm huyệt này sẽ tăng cường hiệu quả lưu thông máu, khai thông khí huyết, tạo kích thích giúp tăng cường khả năng cương cứng của dương vật và duy trì thời gian cương cứng lâu hơn. Ngoài ra, các đấng mày râu cũng có thể day ấn huyệt Quan Nguyên trước khi đi ngủ để làm chậm quá trình mãn dục nam. Cách xác định vị trí huyệt này như sau. Có thể xác định vị trí huyệt Quan Nguyên bằng cách đặt bàn tay phải ngang bụng, sao cho ngón trỏ chạm rốn, sau đó điểm dưới của ngón út chính là huyệt. Xoa bóp huyệt theo chiều kim đồng hồ, sau đó xoa theo chiều ngược lại. Thực hiện việc xoa bóp trong vòng 3 đến 5 phút, sau đó tùy thuộc vào khả năng hô hấp mà có thể ấn giữ huyệt vị này một lúc, nhưng cũng không nên quá 3 phút, thực hiện ngày từ 1 đến 2 lần sẽ thấy hiệu quả nhanh chóng.